Thế nào? Nhà cậu có thả cá với đây. Sao đừng nhắm, đừng nhắm con câu chứ. Sơn nó thả thính ấy. Đấy gọi là thả thính, phải chưa? Hiểu khái niệm thả thính chưa? Đây. Ôi. Hướng gió, hướng gió. Còn cái cần nữa rồi. Kìa. Hãy cái ra đây nhìn sâu. Ôi, mày mày ném tính xuống như kiểu kiểu cái hồ này nó nở ra vậy. Con thả thế. Ôi, nó nở sắp tới đây rồi. Tốt chứ sao? Lá nó dạng này mua à. Sao lại phao lại rồi lại lấy được chung chung chân? Sơn. Ừ? Phao lại như này. Như này, chân mày. Một chân rồi đây. Ra ngoài nó mới lấy chứ. Để phao để chân vào đâu? Đây. Chỗ nào sâu nhất rồi? Định mức chứ. Không cần định mức đâu. Sơn. Chỗ nào sâu nhất? Sâu nhất ra giữa ao là sâu nhất, hỏi thật như thật thì. Mày mày biết ao quê tao không? Ở đầu ao nó mới là sâu nhất. Đấy, giữa lại lồi lên à? Đấy là quê mày. Hà Tây, đất Tây. Thế thì cái ao đấy nó thành cái đéo nó phải. Đây là nó là hồ Gươm. Đây là hồ Gươm nhá. Là ở giữa là có cái gò. Hai thằng này thả thính được chưa? Mẹ mày tối nha. Ui trời ơi. Làm quen luôn. Quay liêu qua lại cái đoạn nó á. Có gì đây? À, không cắn nó không ấy đâu. Hứng cái này vào thằng này. Nó không nó không mày đi đâu. Mày tao tao hứng cho. Ui giời ơi. Ê tiến đây. Đừng hứng, nó không đây đâu. Rồi tôi lấy cho, rồi lấy. Rồi được, lấy đâu? Kiếm xem, lấy cái con không lấy cái. Để mẹ mày. Mày lấy đi nó rơi bây giờ đấy. Cho vào đi, không nó nhảy hết để coi. Chúng ơi. Thì ta mày bớt nó vào tao đấy. Ôi chúng. Bớt nó vào. Nó không rùa đâu thằng, có gì mà ghê gớm nhỉ. Con chuột bây giờ đi. Ôi, có con câu được cá đấy, câu vào tay rồi. Ôi, móc vào tay. Hảo rồi. Ôi nhấc lên, nhấc lên, đây, 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 đây. Quay chưa? Ông bạn ấy. Ê, ngon đấy, ngon đấy, ngon đấy. Thả lại nó xuống nước đi, sau đó để yêu quay lại đấy. Mày có nhớ cái hôm mà con rán vào giày mày không? Xong mày gọi tao ở phòng tao hay đợt tao vẫn phòng cũ ấy. Chú, xong mà tao có rán chú ấy. Bây giờ cãi. Bố không chịu rán nhá. Không sợ rán rồi. Sơn này, nhà có rán không? Có, đây. Ở đây con gì cũng có. Đây, con lấy cái cần này. Thì nó yêu mấy con. Lập pet. Thùng luồng ra ba này quá tất. Thank you.
Nhiều mà. Thôi cầm lên nhà luôn đi. Đi. Mấy xô này. Toàn con cá không để ý phát hết này, không để ý phát hết này. Đi.